tâm thần học, thuật ngữ psychiatry, tâm thần học trong tiếng Anh, xuất phát từ chữ Hy Lạp psy có nghĩa là tâm hồn và latros có nghĩa là chữa bệnh. Ngành tâm thần học mang đậm tính chất văn hóa, triết học và xã hội của các thời đại. Có lúc những bệnh nhân tâm thần được coi là hiện thân của ma quỷ hoặc là những tên phù thủy chống lại ý Chúa, nên người bệnh tâm thần bị khinh miệt, bị trừng phạt, thậm chí còn bị gông cùng, xiềng xích, bị thiêu sống, bị soi chọn đến kiệt sức. Tâm thần học là một ngôn học thuộc y học, chuyên nghiên cứu các biểu hiện lâm sàng, bệnh nguyên, bệnh sinh, các phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tâm thần. Đối tượng của tâm thần học. Đối tượng nghiên cứu của tâm thần học chủ yếu là người bệnh tâm thần. Người ta quan niệm bệnh tâm thần là sự biến đổi hoạt động của não, trong đó có phản ứng tâm thần mâu thuẫn với những quan hệ thực tế, biểu hiện bằng những rối loạn về phản ảnh thế giới thực tại khách quan, gây nên những bất thường về cảm giác, về tri giác, ý thức về tư duy, cảm xúc và tình cảm, chú ý và trí nhớ. Cuối cùng là những biểu hiện bằng rối loạn về nhân cách, hành vi, tác phong, làm cho người bệnh mất sự hài hòa, hòa hợp với xã hội, và từ đó, từ một người bình thường trở thành một người bệnh tâm thần. Nội dung của ngành tâm thần học gồm nghiên cứu các quy luật biểu hiện và phát triển các rối loạn hoạt động của bệnh tâm thần, nguyên nhân, cơ chế phát sinh, các nguyên tắc phân loại bệnh tâm thần, các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của bệnh, các phương pháp thăm khám bệnh nhân tâm thần và các quy luật phục hồi chức năng tâm thần. Qua đó, nghiên cứu các bệnh tâm thần riêng biệt và các phương pháp điều trị bệnh như bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần hư trầm cảm, bệnh tâm thần thực tổn, v.v. Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, do đòi hỏi của đời sống xã hội, do yêu cầu phát triển của ngành y học nói chung, mà ngành tâm thần học đã từng bước nghiên cứu chuyên sâu và không ngừng phát triển. Đến nay, ngành tâm thần học đã hình thành và phát triển như tâm thần học trẻ em, chuyên nghiên cứu các bệnh tâm thần ở lứa tuổi học sinh, ở tuổi nhỏ, nghiên cứu về tâm thần học ở người già, tâm thần học quân sự, chuyên nghiên cứu các đặc điểm tâm thần của quân nhân trong thời bình cũng như trong thời chiến, nghiên cứu các phương pháp dẫn chuyển, điều trị bệnh nhân tâm thần theo tuyến, nghiên cứu các phương pháp vệ sinh tâm thần trong quân đội. Kế đó là những bệnh tâm thần về pháp y, chuyên nghiên cứu về các vấn đề giám định tư pháp tâm thần, những tiêu chuẩn mất năng lực chịu trách nhiệm, hành vi, trước pháp luật, và cũng nghiên cứu các ngành khác như chuyên ngành về giám định sức khỏe tâm thần, dịch tễ học tâm thần xã hội học, vệ sinh tâm thần học, dược lý học tâm thần, di truyền học tâm thần, miễn dịch học tâm thần và hình thái học tâm thần, v.v. Những điều này đều có vị trí nhất định, làm cho ngành tâm thần học phát triển không ngừng. Mối liên quan của ngành tâm thần học với những chuyên ngành khác liên quan về thần kinh học. Tâm thần học và thần kinh học là hai môn học cùng nghiên cứu chung đối tượng là não bộ và hệ thần kinh, nhưng dưới hai góc độ khác nhau. Thần kinh học chuyên nghiên cứu về những thực tổn ở hệ thần kinh trung ương cũng như hệ thần kinh ngoại biên, gây ra các biểu hiện chủ yếu như cảm giác của giác quan và chức năng thực hiện như là vận động, chương lực, ngôn ngữ, v.v. Tâm thần học cũng nghiên cứu về những chức năng trung ương của hệ thần kinh, nhưng chuyên nghiên cứu về các rối loạn của hệ thần kinh cao cấp. Có những rối loạn tâm thần thuộc thực thể ở hệ thần kinh trung ương nhưng vẫn có những cái rối loạn tâm thần. Cho đến nay cũng chưa tìm thấy một rối loạn thực thể nào ở trên não liên quan của ngành tâm thần với các ngành nội ngoại khoa. Có thể nói ngành tâm thần học là một bệnh toàn thân, có mối liên quan nhân quả nhiều bệnh nội và ngoại khoa như bệnh tim mạch, bệnh nội tiết, bệnh lao, bệnh truyền nhiễm, ung thư, vân vân, đều có thể có những rối loạn tâm thần khác nhau. Ngược lại, những cái căng thẳng về tâm lý có thể dẫn đến những các bệnh về nội khoa như là viêm loét dạ dày tá tràng, hen phế quản, quậy nến, cao huyết áp, vân vân. Bệnh nhân bị tâm thần cũng có thể mắc những bệnh về ngoại khoa như là viêm ruột thừa, thủng dạ dày, tắc ruột, vân vân. Những bệnh này thường gây khó khăn trong chẩn đoán vì người bệnh không biết nói lên cảm giác chính xác của mình. Đi qua của ngành tâm thần học với cận lâm sàng, nhờ sự phát triển của ngành quá sinh học, hình thái học, miễn dịch học, di truyền học, điện chinh lý thần kinh, X-quang, MRI, huyết học, vân vân, mà tâm thần học đã phát triển không ngừng về mọi mặt. Ví dụ, các nghiên cứu về quá sinh, về các chất trung gian hóa học như là catecholamine, serotonin, GABA, vân vân. Các nghiên cứu về amin của não, các vitamin nhóm B đã làm sáng tỏ nhiều bí ẩn về bệnh sinh của bệnh tâm thần khác nhau. Mối liên quan của ngành tâm thần học và các môn khoa học xã hội. Thứ nhất, liên quan về triết học. Những vấn đề lớn về tâm thần như bản chất của tâm thần, mối liên hệ giữa tâm thần và cơ thể, giữa tâm thần và môi trường xung quanh, giữa ý thức và tiềm thức, giữa hoạt động của ý chí và hoạt động của bản năng, vân vân, đều là những vấn đề quan tâm của triết học. Triết học duy vật biện chứng là cơ sở chủ đạo và định hướng cho các trường phái tâm thần học ở các quốc gia. Ngược lại, triết học duy tâm là cơ sở lý luận biện minh cho sự tồn tại của các trường phái tâm thần học duy tâm. Tâm thần học liên quan về tâm lý học, các phương pháp thực nghiệm cũng như trắc nghiệm về tâm lý lâm sàng sẽ cung cấp những tư liệu quý giá cho bác sĩ tâm thần trong việc chẩn đoán bệnh, đánh giá diễn biến bệnh cũng như là hiệu quả của điều trị bệnh. Mặt khác, sự phát triển của ngành tâm lý cũng góp phần nâng cao hiệu quả và chăm sóc bệnh nhân về sức khỏe tâm thần. Liên quan về giáo dục học, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ có khuyết tật về hoạt động tâm thần cần được điều trị công phu và kiên trì bằng các phương pháp giáo dục chuyên biệt. Thầy thuốc điều trị bằng phương pháp giáo dục sẽ uốn nắn các rối loạn về tính nết, các lệch lạc về hành vi, các tác phong và dạy cho trẻ về thiểu năng tâm học, học chữ, học các nghề đơn giản, đồng thời cũng hướng dẫn và bồi dưỡng về nhân cách cho các em có rối loạn về nhân cách. Liên quan với pháp lý, bệnh nhân về tâm thần có thể có những hành vi phạm tội như xâm phạm về tài sản hoặc là tính mạng của người khác. Những hành động vi phạm pháp luật ấy ở người bệnh bình thường thì bị pháp luật xử lý, nhưng ở bệnh nhân tâm thần thì cần phải có giám định tâm thần để xem có năng lực chịu trách nhiệm về hành vi ở mức độ nào. Về pháp y thì cũng có những quy định riêng cho người tâm thần về quyền công dân, quyền bầu cử, quyền sử dụng tài sản, quyền hôn nhân, v.v. Ngoài các ngành y học trên, tâm thần học có liên quan đến nhiều ngành khác như văn hóa nghệ thuật, về kiến trúc, về xã hội học. Cho nên đòi hỏi người thầy thuốc tâm thần phải có hiểu biết rộng, không những trong các môn y học mà cả trong những lĩnh vực của các ngành khác để làm tốt công việc của mình. Video hơi dài, bác sĩ chia tâm thần học ra làm 2 phần. Ban đầu nói về đối tượng, lĩnh vực nghiên cứu, các mối liên hệ của ngành tâm thần học. Mời các bạn xem tiếp video tiếp theo. Bác sĩ sẽ nói về lịch sử phát triển của ngành tâm thần học, nguyên nhân của các bệnh tâm thần. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì hãy comment bên dưới video. Và nếu thấy hay, hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Đặc biệt, nếu chưa đăng ký kênh, hãy subscribe kênh và ấn vào hình chuông để đón nhận nhiều video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.